Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Nguyễn Family USA TV. Hôm nay ở bên Sương là tối mùng 1 Tết ở bên Mỹ này. Thì mấy ngày nay Sương bận rộn nên Sương chưa có kịp gọi điện thoại về thăm ba má và mấy anh của Sương để chúc Tết và cũng chưa có kịp gọi cho bạn bè để chúc Tết nữa. Thì hôm nay Sương sẽ gọi điện thoại chúc Tết cho người thân của Sương và cho mấy người bạn của Sương ha. Thì theo phong tục Việt Nam mình á, cứ mỗi khi chị có đứng đây à? Đó, theo phong tục của người Việt Nam mình á, là mùng 1 Tết là con cái chúc Tết cho ông bà và ông bà lì xì cho con cháu thôi cô chú ha. Còn bạn bè thì chúc Tết gọi điện thoại nhắn tin chúc Tết cho nhau, nhưng mà hiện giờ thì Sương không có ở ở quê nhà để mà chúc Tết cho ba má Sương được và mấy anh Sương được và lì xì cho mấy cháu của Sương được. Thì Sương sẽ gọi điện thoại chúc Tết cho gia đình của Sương và sẽ gọi điện thoại hỏi thăm mấy người bạn của Sương. Thì mời cô chú và anh chị cùng theo dõi video này. Giờ Sương gọi điện thoại cho nhà nhà đây. Hello. Happy New Year ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại đâu rồi? Ngoại này này. Chào cô ca. Chào chào sô cô la. Cô ca đồ cô la đồ quá trời quá đất. Ông ngoại đâu rồi? Happy New Year ông ngoại. Khỏe. Ông khỏe. Ông ngoại đi đâu chơi chưa? Đâu đi đâu đâu chưa mà đi hôm qua đi vô mộ xuống mộ ông nội bà nội rồi vô mộ bà ngoại nên quà nó thôi đi đâu đâu. Tính là chặt chiều nó anh chị chở đi lên chở đi năm năm xong trên nhà Mỹ đó trên đa bàn đó trên cầu tám rồi chân trên đa bàn luôn sẵn xe lên chở về cho thôi bên này cũng tôn đồng năm chặt bà mai là mùng ba là cũng đưa luôn. Cũng đưa mùng 3 luôn hả, chứ không phải đợi mùng 4 như hồi mấy năm hả ông ngoại? Mùng Không hả? ba luôn bị gì lý do mùng bốn sẽ kỳ về đi rồi không được Mùng 4 anh Kỳ vô Sài Gòn. mùng bốn gì đó để chi anh Kỳ ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng đi chứ lên xe luôn chứ rồi cũng hôm nay để chi mà có thể là mai là xong mà mai vô có Tây Sơn mình vô mình định đi vô Mai anh hai vô lại Nha Trang hả? ba vô lại rồi ghé ghé ông nội rồi về nhà ta luôn Hello. Happy New Year, ngủ hả? Không đi chơi đâu à? Nhẹ không ngủ. Không có gì mới hết. Happy New Year anh Kỳ. Tao làm gì làm ấy. Bye bye. Có mấy người bạn của Sương á, mấy năm rồi chưa có gặp, nhưng mà Sương cũng muốn gọi điện thoại cho người ta để hỏi thăm lắm, nhưng mà rộn quá sợ mình làm phiền người ta cho nên Sương cũng không có dám gọi điện thoại của chú. Thì lần này Sương sẽ tìm một trong số những người bạn cũ của Sương, Sương sẽ gọi lại thử xem. Thật sự là mấy người bạn của Sương có người Sương chưa có gọi lần nào luôn á. Sương ở Việt Nam thì Sương còn gọi, chứ mà khi qua bên này rồi lâu lắm rồi Sương chưa có liên lạc lại với người đó. Không phải là không có liên lạc mà có liên lạc chỉ là sơ sơ thôi, chứ cũng không có nói chuyện đi sâu hơn. Thì hôm nay Sương sẽ gọi điện thoại hỏi thăm người đó thử xem. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đang làm gì vậy?
ngoài đường á, lên cái Ồ. chùa. Vậy thôi, đi đi. Chiều chiều gọi lại nha. Ok, bye Phượng. Hello. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Nãy Hiền gọi phải không? Hỏi hỏi đó, ngủ rồi bà tối ngủ nên không dám làm phiền luôn. Bà... chưa ngủ. Vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Em Kiều, chúc Hiền cũng vậy, năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Năm mới là của bà nội nè. Đẹp. Đó. Cũng nhà bà nội có chậu bông ly thôi. Ok, năm mới chúc Hiền. Năm mới dồi dào sức khỏe ha. Ok, bye Hiền. Video của Sương đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi kênh của Sương ha. Thì cũng nhân tiện đây Sương nhân năm mới, Sương chúc cô chú và anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và gặp được nhiều sự may mắn hơn trong năm mới này và sức khỏe luôn dồi dào ha cô chú ha. Thì video của Sương đến đây thôi. Cảm ơn cô chú và anh chị một lần nữa đã theo dõi kênh của Sương ha. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị những video tiếp theo. Cô có thằng boy nhà xuống làm gì vậy ta? Ok, bye bye cô chú ha. Bye bye.